ngược lại, Arkansas lại đã chơi dưới sức ở trong trận đấu với Sam Hip, khi chỉ ghi được có 6 điểm và có một pha cướp bóng cùng tỷ lệ field goal rất thấp, chỉ khoảng 25% mà thôi. Dù cầu thủ 25 tuổi đã rất nỗ lực ở trong những phút chơi trên sân để kiến tạo các bàn đánh cho các đội của mình, nhưng bầy rồng thật sự là rất cần Arkansas phiên bản tốt nhất của mình, và điều đó sẽ giúp anh có thể chia lửa cho các ngoại binh như Edward Horton hay là Kenneth Mitchell. Vâng, và rất nhiều điều mà thầy trò huấn luyện viên Phan Đăng Cảnh cần thể khắc phục nếu họ muốn thu về một kết quả tốt nhất ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể đến cách di chuyển, chuyển đổi trạng thái linh hoạt hơn mỗi khi họ buộc phải đánh phòng ngự chủ động. Số điểm từ những tình huống fast break của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang giảm đi liên tục. Con số này chỉ là 2 điểm trong game đấu thứ 9 trước Sài Gòn Heat. Đội bóng cũng đang rất cần sự chia lửa từ băng ghế dự bị, nhất là trong những trận đấu giằng co bao mòn thể lực của các ngoại binh như Edward Horton, Kenneth Mitchell cùng với lão tướng Triệu Hán Minh. Dù chịu 3 trận thua liên tiếp nhưng Đà Nẵng Dragons đang cho thấy sự cải thiện lớn trong việc hạn chế mắc turnover. Càng tận dụng tốt 24 giây lên bóng thì Microsoft và các đồng đội lại càng có cơ hội triển khai lối chơi small ball của mình. Bởi vì Hồ Chí Minh City Wings này được chơi trên sân nhà, rất đối thủ Đà Nẵng Dragons không được đánh giá cao về phong độ trong thời gian gần đây. Chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Erik Olsen rất muốn áp đặt thế trận từ sớm bằng lối chơi tốc độ, phòng thủ toàn sân và tận dụng những tình huống turnover của đối phương để ghi điểm. Nhưng lối chơi này cũng có những rủi ro, bởi vì nếu như chúng ta thấy trận thua trước Nha Trang Dolphins là một ví dụ rất là điển hình, khi mà các cầu thủ quá chú tâm vào việc tranh cướp bóng với đối phương thì họ dễ mắc lỗi cá nhân, dễ mắc vào những tình huống foul trouble hay là bị bào mòn thể lực vào thời điểm cuối trận và dễ dính những chấn thương. Trong khi đó, bên phía Đà Nẵng Dragons họ cần các hậu vệ của mình phải ghi điểm ở trong trạng thái hot hand, tức là khả năng ghi điểm đạt hiệu suất là cao. Ngược lại thì bên phía City Wing họ cần những tiền phong, những cầu thủ như là Laden Vic Chí Anh hay là Trần Văn Trung và cả Lê Ngọc Tú nữa phải chơi phòng ngự thật tốt ở bên ngoài, ở hàng ngoài, rồi tạo ra sức ép thật lớn cho các big man bên phía đối phương. Và cuối cùng, như chính Vincent Nguyễn đã từng nhận xét, City Wing mạnh nhất khi họ là một tập thể cùng nhau tấn công, cùng nhau phòng ngự. Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons, dù ai giành chiến thắng trong trận đấu này thì tôi tin là cục diện trong tuần thi đấu thứ 3 VBA 2022 sẽ mở sang một chiều hướng mới. Và không để quý vị chờ đâu nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những diễn biến của trận đấu. Tôi là bình luận viên Thanh Hiệp cùng với bình luận viên Văn Huy sẽ gửi đến quý khán giả những diễn biến trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, lúc này lời đầu tiên LCDN sẽ được gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách mời và đặc biệt là toàn thể các bạn cổ động viên của Hồ Chí Minh City Wings có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ngày hôm nay. Và ngay lúc này hãy cùng tôi chào đón những thành viên không thể thiếu của đại gia đình Hồ Chí Minh City Wings nhé. Đầu tiên, linh vật của đội, anh Hai Đại Bay. Và tiếp theo sau đó sẽ là những cô gái xinh đẹp City Angel. Phù thủy âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay, DJ Amber. Và tôi là CDN sẽ cùng với tất cả các bạn đồng hành trong trận đấu ngày hôm nay. Và ngay lúc này mọi người ơi, tất cả các bạn fans của Hồ Chí Minh City Wings ơi, chúng ta sẽ tập lại một lần nữa cách để cổ vũ đội bóng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Khi mà chúng ta đang tấn công thì mọi người hãy theo tôi nào. Let's go City Wings, let's go. Let's go City Wings, let's go. Let's go City Wings, let's go. Yeah. Và còn khi đội chúng ta phòng thủ thì như thế nào nào? Defense! 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 Xin được cảm ơn tất cả các bạn nhé.
Cũng xin được cảm ơn anh hai đại bàng cùng với lại City Angel nhé. Check 1, 2, 3. Và ngay lúc này sẽ là những phần quà đầu tiên đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Các bạn fan ơi, cánh tay các bạn đâu rồi? Bên này nhé. Còn bên này thì sao nào? Hold up, let me get my camera. I wanna see Arizona, Indiana, Minnesota, and the women in Louisiana. DC, VA, Motor City to the Lou, what it do from the blow like Waco. Chi-town going way low, both Cackalackas, Alabama to the MIA, yo. New York, California, Philly, and they really put it on you when I'm down in Texas. Album numero siete. Get ready, okay, but bên này thì sao? I'm restless, try to tell them that I'm hotter than a burn in the third degree. Alright, xin được cảm ơn nhé, và chúng tôi sẽ còn rất nhiều phần quà nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Go lower than the grades on your report card. God, ludicrous, I'm the best that ever did it, did it. And when it comes to the money, I'm like, don't stop. Và ngày lúc này chúng ta sẽ đến với trò chơi Roving Basket. Chứ rồi. Không may, nhưng mà chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội nữa nha. Ok, còn ai muốn nào? These boys are my sons like Phoenix. My city and state never ever seen this. Jimmy Neutron, I'm a young boy genius. On a futon, I'ma give it that penis. When it's just done, I'ma fill up arenas. Ooh, like Gilbert Arenas. Shoot my shot, I'm still with the demons. Ooh, I keep it thorough. I got 5 chicks in New York, that means one in each borough. I'm in the pocket like Burrow. When I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro. Took her to Taco Bell, bought her a churro. Took her home, gave her a cinnamon swirl. I left it in, now I got a 1 euro. Zeros on zeros on zeros. That's what my bank account balance say. I got a check from a shoe company, now I do anything a New Balance say. Hồ Chí Minh City Wings xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ và các đơn vị đối tác, nhà tài trợ danh xưng Nova World, nhà tài trợ chính công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Sơn Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao CMTD Sporting Việt Nam, là nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức cho buổi giải VBA 5x5 năm 2022. Công ty cổ phần Play Nutrition, nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho mùa giải VBA 5x5 2022. Xin được cảm ơn các đối tác đồng hành, kẹo dừa bà Hai Tọ Bến Tre, bánh mì sinh đôi, Nova Consumer, đối tác đồng hành cho mùa giải VBA 5x5 2022, Nova Service, đối tác đồng hành cho... Công ty trách nhiệm hữu hạn 3H Group, thương hiệu Acti, là đối tác đồng hành trang phục thi đấu cho mùa giải VBA năm 2022. Công ty cổ phần thương mại và nội dung số Việt, Việt Content, là đối tác đồng hành truyền thông của mùa giải VBA 5x5 năm 2022.
công ty cổ phần Good Day Hospitality, McDonald's là đối tác đồng hành của mùa giải VBA năm nhân năm 2022. Into Wild, đối tác đồng hành phát triển của các dịch vụ kỳ nghỉ thể thao cho mùa giải VBA năm nhân năm năm 2022. Keep Walking Club, đối tác đồng hành cho mùa giải VBA năm nhân năm 2022. Steve Reward, đối tác đồng hành truyền thông cho mùa giải VBA năm nhân năm năm 2022. Trận đấu trên sân nhà tiếp theo của Hồ Chí Minh City Wings với đối thủ là Saigon Heat sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 29 tháng 7 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Sipping fountain, credit cards and the scammers. Wake up beside your shit, let designer. Home with your leather shit. They be acting rats, I don't be clever shit. I be pulling us up in the final shit. I got plenty of yourself as Bugatti, but look how I try this shit. Legacies, final. Why is he feeling no common? Pop a perk, I got sign up. Gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the final. No niggas, they come and kill you on the common. The rollie is dancing bigger than the bounty. Go out to the Grammy, but pull it, you're finding. Pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up in the get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. Don't the killers pull up in the inner, baby. CGDD pull off in the killer, baby. Call a filler, fill up on filler, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, forget it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, shit it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. And buy from the trillion. Chop the dawn, doing business. Fucking up shit, she doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken. And all of my niggas are split. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, family, why you see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, why you see, panda. I just want Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. This nigga pull up your bandit, Ruby killers on the standards. I got broads in Atlanta. Physical being the family, credit cards and the scammers, hitting the links in the bundle. Legacy, family, why is it look like a family? Growing up like a Montana, money killers on the hammers. Legacy, family, why is it family? Legacy, family, celebrate. Baby, I know that I miss you. I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you. I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby, kiss me through the phone. Kiss me through the phone. I'll see you later on, later on. My future wifey, souls of boy, tell them, yeah, you can be my bunny. I can be your Clyde, you can be my wife. Text me, call me, I need you in my life. Yeah, all that, every day I need ya. And every time I see ya, my feelings get deeper. I miss ya, I miss ya. I really wanna kiss you, but I can't. 6-7-8-9-8-2-1-2. Baby, you know that I miss you. I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you. I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby, kiss me.
saying lately, so much about you, everything about you, I like it, I love it, kissing you in public, thinking nothing of it, roses by the dozen, talking on the phone, baby you so sexy, your voice is so lovely, I love your complexion, I miss ya, I miss ya, I miss ya, I really wanna kiss you but I can't, but I can't. Take me, you know that I miss you. I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you. I just wanna kiss you, but I can't right now. So baby, kiss me through the phone. Kiss me through the phone. I'll see you later on. Và ngay lúc này xin mời hai đội chúng ta cùng trở về vị trí. OnlyFans, I would never sign out. Turn around and bust it. I'm like, let me find out. Yeah, let me find, let me find, let me find. Một lần nữa xin mời hai đội chúng ta cùng trở về vị trí chờ đợi. On your OnlyFans, let me find out. Are you really going in? Cause I ain't never signing out. Yeah, real ratchet bitch, she gon' fuck me on the couch. Remove my Louis belt, put it in her mouth. I can't trust no bitch, they do it for clout. Yeah, Benz on my wrist and my neck costs a house. Hey, my favorite color green. Slide them thighs and get between. Turn around and arch your back, she said. Và ngay lúc này xin mời ra sân đội hình thi đấu của đội Đà Nẵng Dragon. Number 0, Trần Xuân Hoài Bảo. Number 3, Nguyễn Toàn Anh. Number 5, Mai Phước Thịnh. Number 11, Edward Horton Jr. Number 12, Triệu Hùng Minh. Number 14, Đào Lập Xuân. Number 15, Kenneth Michelle Sims. Number 23, Phạm Đức Kiên. Number 29, Dương Đức Trí. Number 33, Võ Thái Cương. Number 77, Nguyễn Kỳ Quang. Number 98, Triệu Hoán Minh. Huấn luyện viên của đội Đà Nẵng Dragon Mr. Phan Thanh Cảnh và trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tấn Tú Stephen. Và ngay lúc này, hãy giúp một chàng pháo tay thật lớn để chào đón sự ra sân của đội hình thi đấu của đội Hồ Chí Minh City Wings. Number 0, Richard David Thomas. Number 1, Marco Chien. Number 3, Vincent Nguyen. Number 4, Huỳnh Thanh Tâm. Number 7, Nguyễn Huỳnh Hải. Number 13, Deshaun Tyler Parsons. Number 14, Lê Ngọc Tú. Number 20, Tân Hải Đăng. Number 23, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 33, Cao Đắc Luân. Number 91, Nguyễn Thanh Phát. And number 98, Trần Văn Trung. Huấn luyện viên trưởng của đội Hồ Chí Minh City Wings, Mr. Eric Olsen và trợ lý huấn luyện viên Mr. Huỳnh Phước Vinh. Xin được giới thiệu tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay. Commissioner and referee of this game are Mr. Harry Santos, Miss Phạm Thị Kim Trâm, Mr. Lê Trường Giang. Và ngay lúc này xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Everyone, please rise up for the national anthem. Quốc ca.
theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA mùa thứ 7 năm 2022 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và ứng dụng HTVC. Thưa quý vị, mở đầu cho tuần thi đấu thứ 3 là màn so tài giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragon. Hai đội bóng từng vào chung kết mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA đầu tiên cách đây 6 năm. Hai đội đã khởi đầu mùa giải năm nay theo cách khác nhau. Với City Wings là hai chiến thắng ấn tượng tại thủ đô trước Hà Nội Buffaloes và Thăng Long Warriors trước khi trúng lời nguyền sân nhà, khiến anh hai đại bàng rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Và trong khi đó thì Đà Nẵng Dragons đã nhận 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà và đang khao khát thay đổi kết quả khi có chuyến làm khách đầu tiên trong mùa. Và ngày hôm nay thì chiến thắng trên sân Hồ Xuân Hương sẽ đưa City Wings trở lại ngôi đầu và mang đến niềm vui cho khán giả nhà, trong khi Đà Nẵng Dragons quyết tâm dứt mạch trận thua trong mục tiêu lần đầu tiên trở lại vòng playoff kể từ mùa giải 2016. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến trận thi đấu ngày hôm nay giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đang có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để cùng theo dõi game đấu thứ 11 mùa giải VBA 2022. Đây là trận đấu giữa câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và đội khách Đà Nẵng Dragons. Trên màn ảnh quý vị khán giả đang là đội hình xuất phát của hai đội ở trong trận đấu ngày hôm nay. Với Hồ Chí Minh City Wings, họ đã có được hai chiến thắng ở giai đoạn khởi đầu mùa giải trước khi nhận thất bại đầu tiên cũng trên sân nhà Hồ Xuân Hương trước các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Trong khi đó thì Đà Nẵng Dragons đã trải qua 3 trận đấu đầu tiên mà không biết đến mùi chiến thắng. Một cuộc đối đầu hấp dẫn và duyên nợ khi đây cũng là hai đội bóng đã vào đến loạt trận chung kết mùa giải VBA đầu tiên 2016 với chức vô địch thuộc về Đà Nẵng Dragons. Trên màn ảnh quý vị khán giả, đây là ông Eric Olsen, huấn luyện viên trưởng của Hồ Chí Minh City Wings ở mùa giải năm nay. Người luôn muốn các học trò của mình chơi với lối chơi tốc độ, áp đặt và đặc biệt là chơi năng nổ toàn sân. Rất nhiều áp lực dành cho huấn luyện Nam duy nhất ở VBA, ông Phan Thanh Cảnh, khi đội bóng Đà Nẵng trải qua 3 trận thua liên tiếp và họ đang đứng trước áp lực rất lớn. Như vậy là trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons cũng đã chính thức bắt đầu. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với Đà Nẵng Dragons đấu ngày hôm nay. Đấu Hồ Xuân Hương và bóng trong tay của đội bóng chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Chuyển tốt đến từ Vincent Nguyễn và cú ném sau đó đến từ Richard Thomas chưa đi vào rổ. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã lấy lại bóng và bắt đầu triển khai đầu tiên. Bóng trong tay của Đà Nẵng Dragons. Tình huống tấn công đầu tiên đến từ đội bóng làm khách. Chưa thành công, một tình huống lên rổ đến từ ngoại binh của Đà Nẵng Dragons. Tiếp tục là những tình huống tấn công ở khu vực dưới rổ của Đà Nẵng Dragons. Và điểm số đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay đến từ Sims. Đã mang 12 điểm đó là Kenneth Mitchell. Ném 3 điểm đến từ Trí Anh. 3 điểm đó chưa thể thành công. Và để thì cho quý vị giờ bóng trong tay của Michael Soy. Trận đấu gần đây thì Michael Soy chưa thể hiện quá nhiều, đặc biệt trong trận đấu gặp Sài Gòn Hit. Cắt bóng tốt đến từ Trí Anh. Bóng tiếp tục dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Tốc độ rất nhanh đến từ đội bóng chủ nhà. Richard Thomas lên rổ và đã qua được sải tay cực kỳ dài đến từ Kiên Đăng. Chúng ta đang thấy rằng đang cố gắng triển khai bóng nhanh. Tuy nhiên đó cũng sẽ là một lợi thế rất lớn của Hồ Chí Minh City Wings vì họ là một trong đội bóng có bay thi đấu tốt nhất của VBA năm nay. Bóng trong tay của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon và tình huống lên rổ thành công đến từ Houghton. Vincent Nguyễn đang cầm bóng và hiện giờ các cầu thủ của Đà Nẵng Dragons họ đang phòng ngự liên phòng. Bài đánh hạn chế khả năng đột phá đến từ các cầu thủ tấn công. Nên nhớ rằng các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ có khả năng ném 3 điểm rất tốt và vừa rồi có một chút giao tiếp không hay đến từ các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Do vậy bóng vẫn trong tay của Triệu Hán Minh. Rất dài cho bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển sang thoát áo đội bóng trong hàng. Houghton đang là người cầm bóng. Tiếp tục dồn bóng vào cho Sims. Chuyển tốt đến từ Sims và dẫu vậy chưa thể thành công sau pha lên rổ đó đến từ Houghton. Triệu Hán Minh.
lợi thế thể hình đến từ Sim. Dẫu vậy là thủ tốt đến từ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Họ hỗ trợ nhau rất hiệu quả. Đá không có điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Lối chơi của Đà Nẵng Dragons đang rất rõ nét khi họ cố gắng đưa bóng cho trung phong to lớn Holden Sim ở phía bên trong. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ. Họ không sử dụng quá nhiều kiểu ISO mà đa phần đến từ low post và những đường chạy cắt đến từ Hán Minh cũng như là ở trong mùa giải đầu tiên Kiên Đăng có thể áp sát sổ nhiều hơn. Cho Hap thì Michael Joy cũng đã gia nhập trong tay của Richard Thomas. Anh hai Sài Gòn Richard Thomas và ở giai đoạn thuận cánh trái Purple trong 2021 thì Michael Joy cũng đã theo kẻ mạnh công chuyển tốt đến từ Thomas. Máu Đà Nẵng Dragons để tiếp tục đem 3 điểm thành công đầu tiên đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Đó là cú ném của Trần Văn Trung. Cú ném đứt vào tay của Văn Trung bên phía các cầu thủ đội nhà. Lối chơi phòng thủ liên phòng thì sẽ hạn chế được cú đá khả năng Trần Văn Trung là cầu thủ năm nay 24 tuổi giờ ở vị trí nhiều không gian để ném. Tiền phong chính tình huống ném 3 điểm. Cầu thủ có chiều cao 1m86 bên phía Hồ Chí Minh City Wings khi mà Horton đã bị Trần Văn Trung gây áp lực. Như là đã phạm luật dẫn vạch thì lực của Hoa Tửng đã chạm vào vạch. Chúng ta cũng có thể thấy rằng Đà Nẵng Dragons là một đội bóng không có chiều sâu về lực lượng. Xin nhắc lại đội chủ nhà là lối chơi phòng thủ liên phòng cũng có thể một phần nào đó tiết kiệm sức cho họ. Họ đang tạo ra cầu thủ không phải di chuyển quá nhiều mà chỉ phụ trách một khu vực nhất định trong đội cầu thủ thôi. Thành tích chứng minh được đội bóng Đà Nẵng Dragons đang là các cầu thủ chịu hình độ sâu ở trong đội hình, đó là họ đã có 3 trận thua liên tiếp của ném 3 điểm đến từ Vincent Nguyễn, thành công của ném 3 điểm chưa thành công đến từ đội trưởng Hồ Chí Minh City Wings. Tốc độ của Hoa Tuấn phá lên rổ và thậm chí đó là phá thủ tốt đến từ Chí Anh. Ta thử thấy rằng Chí Anh có một thể hình không hề thua kém ngoại binh trong tình huống mà anh đã phòng thủ rất tốt, chiếm vị trí tốt cũng như là bật nhảy để có thể tạo ảnh hưởng tối đa đến tình huống ghi điểm của đang là các Hoa Tuấn. Chuyện hay về Sim nhưng Horton đã không thể tận dụng cơ hội đầu tiên. Dẫu vậy thì vẫn có điểm cho Horton sau pha lên rổ thứ hai, thậm chí cộng thêm một pha ném phạt nữa. Có thể thấy rằng các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ không thể nào bật cao bằng được Horton. Horton sẽ có cơ hội một pha ném phạt nữa. Tuy nhiên trước đó tôi vẫn muốn dành lời khen cho Chí Anh trong tình huống chi cản. Anh đã có một tình huống hết sai rất tốt. Anh phòng thủ với bên phải nhưng khi Hoa Tuấn có bóng ở bên trái, anh vẫn lao sang và đã gây rất nhiều khó khăn cho Hoa Tuấn. Trong bóng vừa rồi thì đó là chưa đủ. Anh Hoa Tuấn đã mang về 3 điểm để cho Đà Nẵng Dragons được tình huống ra tấn công và cũng phải hoan như vừa rồi. Được phải đến từ Trung và đó là tình huống lên rổ sau đó cũng rất hay đến từ Parson. Hai cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã bị đau. Lợi thế về người đến từ Đà Nẵng Dragons và buộc phải phạm lỗi đến từ Chí Anh. Đó là một tình huống phạm lỗi được coi là chiến thuật khi khiến cho Sims của Đà Nẵng Dragons không thể ghi điểm được. Và có vẻ như sau tình huống truyền bóng vừa rồi dành cho Dixon Parson thì Trần Văn Trung đang bị đau. Chúng ta mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cầu thủ. Và rất may là có vẻ Trần Văn Trung không dính một chấn thương gì đó quá nặng. Anh là một trong cầu thủ đang thi đấu nổi bật nhất của Hồ Chí Minh City Wings trong trận thi đấu đầu tiên này, với một tình huống ném 3 điểm và một pha assist rất đẹp cho Parson. Lúc này đến trong đang là bảy đều là Chí Anh cũng đã phạm lỗi cá nhân lần thứ hai rồi. Cơ hội vượt lên nếu như họ thực hiện thành công hai quán phạt này sẽ có hai pha phạt dành cho quán phạt đầu tiên. Bóng vô rổ chưa đi vào rổ và trung phong của Đà Nẵng Dragons là một cầu thủ đánh theo thiên hướng cơ bắp cổ điển quán phạt thứ hai hay dồn vào khu vực dưới rổ rất nhiều. Lần này bóng cũng chỉ lăn vào vòng bên trong phần rổ rồi rơi ra ngoài và đến trong cái này là cân bằng. Và là bóng dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Thomas kiếm xuống corner và tình huống tấn công vào phía trong, nhả bóng lại dành cho Parson. Sẽ có ném phạt dành cho các cầu thủ City Wings. Đây là một bài đánh phía khu vực low post mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings liên tục triển khai để tận dụng ưu thế thể hình của Dixon Parson. Vừa rồi đã là tình huống thứ hai liên tiếp mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings thực hiện bài tấn công kiểu như vừa rồi. Và tình huống trước đó thì Dixon Tyler Parson đã mang về 2 điểm và bây giờ thì anh được có được những cơ hội ném phạt cho mình. Dixon Tyler Parson là cầu thủ chơi ở vị trí trung phong bên phía City Wings. Anh năm nay 27 tuổi với chiều cao 2m01. Quả ném phạt thứ hai thành công và đó là điểm số thứ 8 dành cho Hồ Chí Minh City Wings.
Nhưng lúc này thì khoảng cách vẫn đang là rước đuổi. Rất hay, đó là tình huống flop ở trên đầu của hậu vệ nhận bóng bên phía đội Dragons của Detroit Pistons. Pistons quyết định ném ở corner không thành công. Michael Choi. Đây là trận đấu đầu tiên mà Michael Choi quay trở về sân nhà Hồ Xuân Hương, nơi anh đã từng có một mùa giải khoác áo. Lúc này thì Đức Kiên cũng đã quay trở lại sân bên phía Đà Nẵng Dragons. Nhả bóng ra cho Mladenovic. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang thực hiện những bài triển khai tấn công luân chuyển bóng rất nhanh. Và những đường triển khai bóng và luân chuyển bóng nhanh như vậy đang gây ra nhiều khó khăn cho tuyến phòng ngự của Đà Nẵng Dragons. Đó chính là lối chơi mà huấn luyện viên Eric Olsen đang muốn xây dựng ở Hồ Chí Minh City Wings năm nay, một lối chơi áp đặt và trực diện thì các cầu thủ cũng sẽ tổ chức bắt tráp phòng ngự toàn sân trước các đối thủ để có phong độ không tốt hơn. Một lối chơi rất giàu tốc độ, rất giàu thể lực. Đó là lỗi đồng đội thứ 3 ở trong trận đấu dành cho các cầu thủ City Wings. Kiểm soát bóng biên dành cho các cầu thủ đội khách. Bỏ tin Michael Choi nhưng vào trong dành cho Kenneth Michel. Tận dụng thế hình của mình, Kenneth Michel không thể tung đạp ném vừa bản được. Bóng trở về tay các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Arsene rất dũng mạnh để băng vào khu vực 3 giây. Đó là một tình huống mà Jason Parsons đã câu lỗ thành công. Và đó là tình huống phạm lỗi cá nhân thứ hai của Đức Kiên ở trong trận đấu này. Ngay tức thì Đức Kiên đã được huấn luyện viên Hoàng Thành Cảnh rút ra nghỉ và tung vào thay là cầu thủ mang số 77 Nguyễn Kỳ Quang, cũng là một cựu cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Quả phạt thứ hai của Parson. Lần này bóng cũng đã vào lỗ. Và bây giờ thì khoảng cách hai đội đang là 3 điểm nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Vừa rồi cũng là điểm số thứ 5 ở trong trận đấu dành cho Big Man Jason Parson bên phía các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đây là Michael Choi, tình huống nhận bóng rất rắc rất khó chịu và đó là một đường truyền nội lúc bắt dành cho Nguyễn Kỳ Quang. Nhưng ngay lập tức thì các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings đã nói không với người đồng đội cũ. Một tình huống cắt bóng cực kỳ quyết đoán của Richard Thomas. Cú ném cự ly trung bình không thành công của cái ném thứ sau. Vincent Nguyễn, hậu vệ nhận bóng. Các Hà Lan vẫn chưa có quá nhiều những tình huống lên tiếng đáng chú ý trong ít phút vừa qua của trận đấu. Một lần nữa thì Richard Thomas đã cắt được những đường truyền bóng của các cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Bóng đang trở về tay của hậu vệ nhận bóng áo số 0, Sebastian đang đứng ở khu vực 2 điểm và quyết định tung đâm ném quay đánh cầu 2 điểm nữa dành cho Big Man bên phía City Wings. Được thoải mái trong việc đưa ra những lựa chọn. City Wings đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Đà Nẵng Dragons ở trong những huống triển khai tấn công của mình. Một huống cắt bóng tốt của Vincent Nguyễn mà anh đã bị trưởng mình phạm lỗi. Đà Nẵng Dragons đang liên tục để mắc turnover. Rõ ràng khả năng chơi áp sát và tập trung phòng ngự của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings một lần nữa đã được phát huy. Họ đang cắt được rất nhiều những đường truyền, những tình huống lên bóng của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Đây là khoảng cách 5 điểm được tạo ra bởi thầy trò huấn luyện viên Eric Olsen.
Rồi lúc này thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã mắc đến 4 sân ở trong trận đấu đầu tiên và đã để cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings ghi được tổng cộng đến 5 điểm từ những tình huống từ những pha đánh mất bóng của mình. Đó là một điều không nên có đối với đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Những tình huống mắc nhiều turnover cũng đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn ở trong những cuộc đấu gặp Hồ Chí Minh City Wings ở game 2 và cả Thăng Long Warriors và gần nhất đó là Sài Gòn Heat. Ở trong trận gặp các cầu thủ Thăng Long Warriors ở game 2 thì Đà Nẵng Dragons cũng đã mắc đến 26 turnovers. Còn số này nhiều hơn gấp 10 lần so với các cầu thủ bên phía Thăng Long Warriors. Như vậy là Lê Ngọc Tú cùng với Huỳnh Thanh Tâm là những cái tên được huấn luyện viên Eric Olsen tung vào sân khi quay trở lại sau tình huống hội ý. Transformat Sean Barson, tình huống để mất bóng của Big Man bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Có vẻ là tay của Barson đã hơi trơn. Triệu Hán Minh, Edward Morton đang gọi một bài di chuyển, cần những người đồng đội của mình đau buồn trắng. Họ đang muốn tận dụng tốt khoảng thời gian có bóng. Ta sẽ đến với trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Thời gian hiệp 1 chuẩn bị kết thúc sau một hiệp thi đấu mà cả hai đội đổi điểm nhau rất nhiều. Và đây là cú ném 3 điểm đến từ Lê Ngọc Tú, cú ném 3 điểm thành công đến từ một cầu thủ cực kỳ kinh nghiệm của Hồ Chí Minh City Wings. Còn nhớ lại chính cú ném 3 điểm của Lê Ngọc Tú đã kết thúc trận đấu với Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat. Đấu lạnh lùng là không phải khỏi bàn nữa đến từ Lê Ngọc Tú. Chính xác hơn thì đó là cú ném 3 điểm đem về chiến thắng của Hồ Chí Minh trước Thăng Long Warrior. À vâng, đúng rồi. Đó là tình huống mà... Và ngay khi chúng ta vừa có những lời khen lại về trận đấu trước của Lê Ngọc Tú thì anh đã có một pha alley-oop không thành công cho Parson. Hiệp thiếu thứ nhất thì diễn ra với tỷ số đến thời điểm này đã trôi qua 9 phút và tỷ số là 18-11 nhưng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Và trên màn ảnh của chúng ta vừa thấy đó là những ánh mắt không vui đến từ huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh của Đà Nẵng Dragons vì đã có những tình huống mà các cầu thủ của Đà Nẵng Dragons để mất bóng tương đối là vô duyên. Bóng trong tay của Edward Horton và Edward Horton có vẻ như đã phạm lỗi tấn công với Vincent Nguyễn. Vâng, đó là tình huống phạm lỗi khá rõ ràng của Horton. Ta nhìn thấy Horton có động tác khá là thô.
đó rất có thể sẽ đem đến chấn thương khá nặng cho cầu thủ phòng ngự. Chúng ta được biết rằng là khu vực xương mặt là khu vực dễ bị tổn thương nhất. Chính vì vậy mà luật bóng rổ hiện hành đang khá nghiêm khắc với những động tác phải thực hiện dùng quá nhiều cùi chỏ. Và có lẽ các trọng tài cũng đã cần phải họp lại để xác định xem tình huống có cần phải phạt nặng hơn hay không dành cho Edward Horton. Trong hiệp đấu vừa qua thì cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã có cho mình 3 tình huống lên 3 điểm thành công. Một đến từ Vincent Nguyễn, một từ Lê Ngọc Tú và một đến từ Trần Văn Trung. Và thậm chí các trọng tài đang xem lại Instant Replay, công nghệ được sử dụng để giúp cho các trọng tài có những quyết định chính xác hơn. Không biết ở góc độ này thì anh Linh sẽ ra quyết định gì thưa anh? Có lẽ đó chỉ là một lỗi kỹ thuật thôi. À không, khi chúng ta vừa nhìn góc quay vừa rồi thì đó là tình huống mà và cùi chỏ của Horton đã chạm vào mặt của Vincent Nguyễn. Và đó sẽ có thể không còn làm một lỗi liên quan đến động tác nguy hiểm nữa. Có thể đó là một lỗi phản thân thể thao chăng? Chính xác thưa các bạn. Và đó là lỗi phản thân thể thao đến từ Edward Horton dành cho Vincent Nguyễn. Và Vincent Nguyễn sẽ có cơ hội lên vạch ném phạt. Hai pha ném phạt dành cho Vincent Nguyễn cũng như là có một tình huống phát bóng tiếp theo dành cho đội bóng chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Sẽ là cú ném đến từ Vincent Nguyễn, và Vincent Nguyễn là cầu thủ không hề kém cạnh gì ở trên vạch ném phạt. Anh luôn cho thấy được một sự an toàn, sự chắc chắn ở cự ly này. Trong những mùa giải đầu khi Vincent Nguyễn về với VBA thì đã có những so sánh là Vincent Nguyễn có một dáng ném rất giống huyền thoại NBA, đó là Steve Nash. Thì một lối dẫn bóng thẳng lưng và cũng như là một form ném tay rất vuông. Chúng ta quay trở lại với Vincent Nguyễn, một tiếng truyền ra luân chuyển bóng tốt đến từ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, nhưng sau đó chính bản thân Lê Ngọc Tú đã để bị mất bóng và người cắt bóng được Huy Hoàn. Đúng vậy, thì Huy Hoàn cũng không thể nào kiểm soát được trái bóng. Chính xác thì đó, người cướp bóng là Dương Đức Chí. Và chính xác đó là cũng pha cướp bóng đến từ Dương Đức Chí. Và dẫu vậy thì Hồ Chí Minh City Wings cũng không cảm thấy quá lo lắng khi bóng đã đi ra ngoài. Đó là điều may mắn cho cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings khi mà Như Chí đã không thể khống chế được bóng trong tình huống đó. Nếu không thì đó sẽ là một tình huống lên rổ đơn giản. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang có lối chơi phòng ngự liên phòng. Điều đó thì có thể tạo cho họ những cái lợi thế rất nhiều trong việc triển khai tấn công nhanh. Tuy nhiên ngược lại thì đó cũng là một lối phòng ngự mà có thể mở rất nhiều không gian cho cầu thủ đội bạn. Những tay ném đội bạn có thể ném 3 điểm từ vòng ngoài. Có thể là đột phá cực kỳ nhanh nếu như mà nhìn ra được một đường chạy tốt.
quack. Miscalculated when I'm counting them racks. Miss Halle Berry when we looking like bats. Duck, bitch, bring the beat back. Whip, whip, whack, 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 twirl. Flip, front, back, back, boom, boom. Cack, 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 how you get your cake so fat? Ooh, god damn, 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 yes, yes, ma'am, ma'am, ma'am. When you see me clap my hands, get my Beyonce fan. This shit ain't going nowhere, bitch, ain't got no hair. Fuck it, she don't care. Và đó chính là City Angels. Kèo đã không thành công và khoảng cách hai bên đang là tròn 10 điểm. Lúc này thì ngoại bình bên phía các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, Kenan Michel đang có cho mình 5 điểm. Nixon Barson. Một spin move và tung ra cú ném mid-range không thành công của Nixon Barson. Mắc cân rồi. Và spike dành cho các cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Edward Horton. Vinh Sơn Nguyễn vẫn là cầu thủ được chia bắt cặp với Edward Horton. Michael Soy vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Cú ném là shot của Michael Soy không thành công. Những second chance thì bóng đã vào lưới. Như vậy là bóng đã không được tính trong tình huống ghi điểm vừa rồi của Kenan Michel. Kenan Michel trước khi đưa được bóng vào rổ đã bị trọng tài thổi phạt. Như vậy điểm số vẫn đang là 28-18, vẫn đang nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Đây là Vincent, Sean Parson.
cú pick and roll của Vinh Sang Nguyễn và rất mượt mà để tấn công vào khu vực low post, có cho mình 2 điểm nữa. Kỳ Quang, Edward Horton đưa bóng vào trong dành cho Kenny Michel. Đó đã là điểm thứ 20 của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khoảng cách vẫn đang là 10 điểm được tạo ra bởi các cầu thủ đội chủ nhà. Vincent Nguyễn, tình huống đột phá của Vincent và một pha lên đổ nữa lại thành công dành cho người đội trưởng bên phía hai đại bàng. Thì chúng tôi đã nói thì vai trò của những cầu thủ gốc Việt Vincent Nguyễn và Michael Troy ở trong trận đấu này là cực kỳ quan trọng, khi họ sẽ là những người cầm nhịp không chỉ trong lối chơi mà còn cả tâm lý thi đấu của những người đồng đội. Lỗi phản tinh thần thể thao của Kỳ Quang ở trong tình huống vừa rồi. Quyết định rất nhanh được trọng tài đưa ra với tình huống truy cản đối với Richard Thomas của Nguyễn Kỳ Quang. Và anh cũng là cầu thủ thứ hai bên phía Đà Nẵng Dragons phạm lỗi tinh thần thể thao. Trước đó thì Edward Horton cũng đã bị trọng tài phạt một lỗi phản tinh thần thể thao với va chạm của Vincent Nguyễn. Sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Phan Thành Cảnh của Đà Nẵng Dragons cũng đã quyết định xin sử dụng quyền hội ý. Thì một cầu thủ phạm hai lỗi phản tinh thần thể thao thì anh cũng sẽ bị rút quyền thi đấu. Và đây rõ ràng đang là một bất lợi đến từ rất sớm đối với các cầu thủ Đà Nẵng Dragons trong chuyến hành quân đến sân Hồ Xuân Hương của City Wings. Lối chơi mà huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đang muốn xây dựng cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons ở trong mùa giải năm nay đó là lối chơi small ball với những tình huống ném 3 điểm khi họ đang sở hữu rất nhiều xạ thủ ở trong đội hình. Và Michael Troy hay là Triệu Hán Minh, đồng thời đội hình của Đà Nẵng Dragons cũng khá thiếu những cầu thủ có thể chơi được vị trí tiền phong, đặc biệt là vị trí tiền phong phụ, những người có thể tác chiến độc lập để công thủ toàn diện ở trên sân, và Nguyễn Kỳ Quang là một trong số đó. Thì lúc này thì cầu thủ City Wings cũng đã mắc cho mình một lỗi phản tinh thần thể thao. Lúc này ở trên sân thì ở trên City Wings đội chủ nhà đang tạo ra được khoảng cách là 12 điểm trước Đà Nẵng Dragons của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Và chúng ta có thể thấy được sự lo âu, sự căng thẳng thì rất rõ trên gương mặt huấn luyện viên của đội Đà Nẵng Dragons, trái ngược với vẻ bình thản và tự tin của huấn luyện viên Eric Olsen bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đối với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings, nếu như giành được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng sau 4 trận đấu với 3 thắng và 1 thua. Còn Đà Nẵng Dragons vào lúc này họ đã thi đấu 3 trận và cả 3 trận đấu đó đều phải nhận thất bại. Và chắc chắn là ngày hôm nay các cầu thủ đến từ sông Hàn không muốn phải nhận thêm thất bại thứ tư liên tiếp ở trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên vào lúc này thì Đà Nẵng Dragons vẫn đang để cho đối phương tạo ra khoảng cách lên đến 14 điểm. Rõ ràng những diễn biến về mặt điểm số, về mặt các thông số đang chống lại Đà Nẵng Dragons. Điều mà họ cần khắc phục nhất lúc này như chúng tôi đã nhắc đến liên tục đó là những tình huống hạn chế mất turnover. Đây là Vincent, được chuyền dành cho Richard Thomas, tung ra của ném 3 điểm không thành công. Và rebound của Edward Horton. Lúc này thì Triệu Hán Minh cũng đã quay trở lại sân thi đấu cùng với Nguyễn Kỳ Quang, Michael Joy, Edward Horton. Và cầu thủ vừa vào sân thay người đó là số 5 Mai Phước Thịnh. Edward Horton quyết định tung ra của ném 3. Vậy vừa rồi trong này đã có lỗi của em là Donovic Chí Anh. Ở trên sân thì Đà Nẵng Dragons đang thi đấu mà không có Kenny Michel. Truyền dành cho Michael Soy. Michael Soy đang gọi mù trắng. Tiếp tục là số 3 bên phía Đà Nẵng Dragons. Edward Orton
quyết định tung đà cú ném 3 điểm. Nhưng đó là tình huống mà Dejan Thomas cũng đã gây ra đủ áp lực lớn để cho cú ném của Edward Horton không thực sự là như ý. Sean Parsons được chuyền đập đất dành cho Vincent, một cú kick ra ngoài để cho Dejan Thomas có thể tự do tung đà cú bắn 3 thành công. Đó đã là điểm thứ 37 của các cầu thủ của Man City Wing. Đúng, va chạm rất mạnh giữa cầu thủ của City Wing với Michael Soy. Đây là một tình huống mà trọng tài xác định sẽ là quyền phá bóng biên dành cho các cầu thủ đội khách. Chúng ta đều thấy được những tâm lý khác nhau của cả hai đội, đó là sự căng cứng của Đà Nẵng Dragons trong việc lựa chọn những phương án tấn công và đó là sự thoải mái trong việc set up các bài di chuyển của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Edward Orton đánh vào khu vực low post và đó là tình huống ném rổ dự bản thành công của Edward Orton. Vincent tung đà cú ném 3 điểm. Chạm bên rổ nhưng vẫn có bóng cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Kick ra ngoài dành cho Richard Thomas. Thêm một tình huống bắn 3 thành công nữa của Richard Thomas và nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đang bùng nổ với những tình huống thi đấu đẹp mắt của các cầu thủ Anh Hai Sài Gòn. Đó đã là pha ném 3 thứ hai liên tiếp thành công của cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings, Richard Bevan Thomas, và nó đang giúp cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings tạo được khoảng cách là đến 18 điểm khi mà thời gian của đấu thứ hai vẫn chưa trôi qua hết một nửa. Huấn luyện viên Eric Olsen đang muốn những người học trò của mình chơi đúng với ý đồ chiến thuật khi họ đang tạo được một cách biệt tương đối an toàn và một lợi thế về các thông số. Sean Parsons gần như các cầu thủ Đà Nẵng Dragons không thể cản được thì Sean Parsons khi không có big man Kenneth Michel ở trong đội hình. Đức Kiên cũng đã được cho quay trở lại sân. Sean Parsons và đó là cú đền đầu tiên ở trong trận đấu này. Hai điểm dành cho Sean Parsons. Bóng rổ một tay tuyệt vời của Dejan Parsons và khoảng cách hai bên bây giờ đã là tròn 20 điểm. Lỗi của Huỳnh Thanh Tâm bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho Mai Phước Thịnh. Không có Kenneth Michel, Đà Nẵng Dragons của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong những tình huống tấn công vào khu vực dưới rổ của đội chủ nhà. Họ không có được một cầu thủ đủ sức mạnh để có thể cạnh tranh với Dejan Parsons. Và rõ ràng anh Quang Huy à, Đức Kiên là cầu thủ có chiều cao tốt nhưng anh không phải là người có thể theo kèm 1-1 nổi với Dejan Parsons. Cầu thủ vẫn đang chơi rất cháy ở bên phía City Wings vào lúc này. Hai quả đánh phạt vừa rồi thì cầu thủ Đà Nẵng Dragons chỉ ghi được một điểm. Huỳnh Hải đang là các cầu thủ của Man City Wing. Jack Thomas. Đó là tình huống phòng ngự số đông của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons nhưng đường truyền vừa rồi đã hỏng và đây là cơ hội. Hai điểm dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing và người ghi điểm đó là Lê Ngọc Tú. Đà Nẵng Dragons đang mắc quá nhiều turnover ở trong trận đấu này và họ đang liên tiếp để cho đối phương tận dụng được những tình huống turnover của mình. Bóng đã bên ngoài sân. Hai mươi một điểm là khoảng cách dài đầu vào lúc này khi mà thời gian còn lại của đấu thứ hai là 3 phút và 53 giây. 44-23 đang nghiêng về phía đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Với liên tiếp những quả ném 3 thành công thì lúc này người đang dẫn đầu thông số ghi điểm bên phía đội chủ nhà City Wings đó là Richard Devon Thomas với 15 điểm. Trong khi Dejan Parsons cũng có cho mình 9 điểm, kick ra dành cho Richard Thomas. Dejan Parsons quyết định tung ra cú ném 3 ở góc trung tâm của vòng bán nguyệt. Vẫn là các cầu thủ City Wing. Đây là Huỳnh Hải. Richard Thomas mới muốn tận dụng những giây cuối cùng. Richard Thomas của ném rang thành công, lại là tình huống ghi điểm nữa của số 0. Và bây giờ thì Thomas cứ ra tay là điểm đến dành cho City Wing.
lời giải nào dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đây? Michael Choi, đội tấn công của Đà Nẵng Dragon, pha ném ba của Michael Choi. Đó là một cú ném bóng dội rổ và sau đó là cơ hội tấn công dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Lại là một tình huống mất turnover nữa của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon và cú ném ở góc không độ không thành công của Vincent. Đây là Michael Choi, tình huống 1-3 của Michael Choi và không thể vượt qua được những người đồng đội cũ. Vẫn cầu bóng cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Triệu Hán Minh tung đà cú ném ba của Triệu Hán Minh. Đức Kiên không có second chance dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons nhưng sẽ có ném phạt dành cho đội khách. Không chính xác sẽ chỉ làm tình huống kiểm soát bóng biên dành cho Đà Nẵng Dragons. Khi mà trọng lại xác định ở tình huống trước đó thì reset được vào Thomas đã để bóng đi ra bên ngoài sân rồi. Cánh Michel, Đức Kiên. Và đá bàn không thành công của các thủ Đà Nẵng Dragons. Đây là Vincent, pass break dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Thomas. Những cú ném ngoài vòng cung của Thomas lúc này là cực kỳ áp lực. Edward Orton. Điều truyền dành cho Marcus Roy, đối diện với Vincent Nguyễn. Đức Kiên tấn công vào khu vực 3 giây nhưng không có tình huống thả bóng rổ ghi 2 điểm thành công. Lê Ngọc Tú. Tốc độ của trận đấu cũng đang đẩy lên khá cao nhưng lúc này Đà Nẵng Dragon cần phải chính xác hơn nữa trong những đường truyền và trong những cú dứt điểm của mình. Trận đấu thứ hai cũng đã bước vào 2 phút cuối cùng rồi. Cú ném ba ở góc không độ của Quỳnh Hải không thành công. Đức Kiên là người rebound. Michael Soy. Một lần nữa Michael Choi không thể vượt qua đường reset từ Devon Thomas. Rõ ràng là Devon Thomas đang làm hết, kể cả tấn công, kể cả phòng ngự thì số 0 đang thực sự sắc bén và là nguồn cảm hứng trong lối chơi của City Wings. Ken Michel cũng đã quay trở lại sân. Austin. Ken Michel tình huống tấn công và có 2 điểm dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Richard Thomas bóng ở bên ngoài sân sẽ là quyền kiểm soát biên dành cho các cầu thủ City Wings. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai này là 1 phút và 23 giây và thời gian cho đợt tấn công này của City Wings còn lại là 16 giây. Nếu như hiệp thi đấu đầu tiên, Jason Parsons cho thấy sự chắc chắn của mình thì đến hiệp đấu thứ hai, Richard Devon Thomas đã làm bùng nổ với những tình huống ném ba đứt vào tay. Những pha bóng thực sự hot hand khi số 0 luôn sẵn sàng để đón những đường truyền được trở ra của các đồng đội của mình và tung ra những cú ném ba cực kỳ chuẩn xác. Lúc này thì Richard Devon Thomas đã có cho mình 17 điểm. Anh cũng đang là người dẫn đầu chỉ số kiến tạo bên phía Hồ Chí Minh City Wings với 4 đường truyền cho những người đồng đội của mình ghi điểm. Chúng ta chú ý đến một chi tiết, đó là trận đấu này thì Đà Nẵng rồi chưa có bất kỳ một pha ném ba thành công nào. Mặc dù đã thực hiện đến 8 lần ra tay từ bên ngoài vòng 3 điểm. Trong khi đó đối với đội tuyển nhà Hồ Chí Minh City Wings họ đã thực hiện tổng cộng đến 19 pha ném ba và đã có đến 7 lần thành công. Đó là một hệ quả tất yếu cho việc Đà Nẵng Dragons đã mất quá nhiều turnovers. Họ để mất bóng trong những phiên kiểm soát của mình và để lỡ đi cơ hội có thể set up được những bài tấn công, tạo ra đủ khoảng trống để cho những xạ thủ có thể ra tay như Triệu Hán Minh, như Michael Choi hay thậm chí là Edward Orton. Ngày hôm nay thì nhà thi đấu Hồ Xuân Hương cũng đã được phủ kín bởi những khán giả. Có thể nói đã gần 2 năm rồi thì những bầu không khí sôi động của bóng rổ mới quay trở về sân nhà của các đội bóng. Ở mùa giải năm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 3 đội thi đấu với Cần Thơ Catfish lựa chọn nhà thi đấu Tân Bình là sân nhà của mình. Và những trận đấu có sự xuất hiện của Hồ Chí Minh City Wings, Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish ở trên sân nhà cũng sẽ được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp để gửi đến quý vị khán giả. Và với cứu bóng không thành công của King 2m bên phía Đà Nẵng Dragons,
Trận đấu thứ hai này còn lại 59 giây. Khoảng cách giữa hai bên đang là 21 điểm, 46-25 nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Những giây cuối cùng thì huấn luyện viên Phan Anh Cảnh cũng đã đổi trở lại đội hình xuất phát với Kenneth Bissell, Edward Orton, Triệu Hán Minh, Đức Kiên cùng với Marcus Roy. Đây là Vincent, cú kick ra ngoài dành cho Deshaun Watson. Quỳnh Thanh Tâm bị truyền ở vị trí thuận lợi dành cho người đội trưởng nhưng không có tình huống ném ba thành công. Watson, Kenneth Bissell, đây là Marcus Roy. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đang muốn tận dụng tối đa 24 giây lên bóng này. Đường truyền vào trong dành cho Kenneth Bissell. Đó là tình huống mà Richard Devon Thomas đã bị thối phạt. Đó là lỗi cá nhân đầu tiên của cầu thủ mang số 0 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu này còn lại 14 giây. Kenneth Bissell, Edward Horton. Tình huống bắt rứt rác của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Như vậy là hiệp đấu thứ hai đã khép lại với điểm số đang là 46-25 nghiêng về phía các cầu thủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Họ ghi được 23 điểm ở trong đấu đầu tiên, ghi được 23 điểm ở trong hiệp đấu thứ nhì. Để bây giờ tạo ra được khoảng cách là 21 điểm trước đội khách Đà Nẵng Dragons khi Hà Nội bước vào giờ nghỉ giữa trận.
corny with that Illuminati, man. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas. Một tràng pháo tay thật lớn cho City Angels. Và tiếp theo tôi đây là những vô qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhìn ở trên hình có thể thấy xét về hiệu suất ghi điểm thì rõ ràng Hồ Chí Minh City Wings cho đến lúc này đang làm tốt hơn rất nhiều so với đội khách Đà Nẵng Dragons, thì họ đạt hiệu suất lên đến 45.9% so với con số 33.3% của Đà Nẵng Dragons. Hai đội có số rebound khá tương đồng với nhau, nhưng ngược lại ở chỉ số kiến tạo cơ hội để ghi điểm thì Hồ Chí Minh City Wings lại tỏ ra vượt trội. Thêm vào đó chỉ số block, trong khi bên phía đội chủ nhà của Hồ Chí Minh City Wings đã có được 4 cú block thành công thì Đà Nẵng Dragons chưa có một pha block nào. Và ở chỉ số cuối cùng turnover thì rõ ràng Đà Nẵng Dragons không hề muốn họ lại nhiều hơn đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings đến. Còn có như vậy 13 lần mắc turnover ở trong hàng đấu đầu tiên. Xét về điểm số thì sau 13 lần để mắc turnover của Đà Nẵng Dragons, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã tận dụng để ghi được đến 17 điểm. Đó là một con số quá cao mà Đà Nẵng Dragons cần phải hạn chế tối đa ở trong phần còn lại của trận đấu, cũng như là cố gắng để hạn chế trong những trận đấu sắp tới của mùa giải năm nay. Gần như vẫn chưa có lời giải dành cho thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Chúng tôi đã nói trận đấu ngày hôm nay họ đặt quyết tâm rất cao để chấm dứt 3 trận thua liên tiếp trước đó trên sân nhà, khi có lần đầu tiên thi đấu trong vai trò làm khách. Lúc này thì mọi diễn biến ở sau hiệp đấu đầu tiên đang chống lại đội bóng huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Quá nhiều những tình huống turnover và lúng túng trong việc triển khai bóng tấn công. Một trong những điểm quan trọng nhất đã chi phối những diễn biến ở trong hai hiệp đấu đầu tiên có lẽ là lỗi phản tinh thần thể thao của Edward Orton đối với Vincent Nguyễn, và kể từ đó thì hậu vệ dẫn bóng người Mỹ cũng đã chơi bắt đầu trùng xuống và không có những tình huống xử lý quá đột phá. Trong khi đó thì Richard Thomas lại đang bay rất cao với những tình huống ra tay 3 điểm chuẩn xác để giúp cho Hồ Chí Minh City Wings không ngừng gia tăng khoảng cách ở trong hiệp 2.
Như Bình. Hồ Chí Minh City Wings xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ và các đơn vị đối tác, nhà tài trợ danh xưng Nova World, nhà tài trợ chính Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Sơn Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao CMTD Sporting Việt Nam là nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức trong mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Công ty cổ phần Play Nutrition, nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Xin được cảm ơn đối tác đồng hành kẹo dừa và hai tọ Bến Tre, bánh mì sinh đôi, Nova Consumer, đối tác đồng hành cho mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Nova Service, đối tác đồng hành cho mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp, Vifa Sport là đối tác đồng hành chủ đổ thi đấu chính thức cho mùa giải VBA năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn 3H Group, thương hiệu Acti là đối tác đồng hành trang phục thi đấu cho mùa giải VBA năm 2022. Công ty cổ phần thương mại và nội dung số Việt, Vietcontent là đối tác đồng hành truyền thông của mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Công ty cổ phần Good Day Hospitality, McDonald là đối tác đồng hành của mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Insuwai, đối tác đồng hành phát triển các dịch vụ kỳ nghỉ thể thao cho mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Key Walking Club, đối tác đồng hành cho mùa giải VBA 5x5 năm 2022. Team Reward, đối tác đồng hành truyền thông cho mùa giải VBA 5x5 2022. Trận đấu trên sân nhà tiếp theo của Hồ Chí Minh City Wings cùng với đối thủ là Sài Gòn Heat sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 29 tháng 7 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. They just be splashing on them. I be swagging on them. They just be splashing on them. I be swagging on them. They just be splashing on them. I guess I got my swagger back. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta chuẩn bị quay trở lại với hiệp đấu thứ ba, trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons.
hai hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với điểm số đang là 46-25 nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings đội chủ nhà. Mặc dù biết Đà Nẵng Dragons đang không đạt được phong độ tốt ở trong thời gian gần đây, nhưng đó là đội hình cũng không mạnh bằng so với các đối thủ khác, nhưng có lẽ ít người có thể nghĩ rằng Đà Nẵng Dragons lại bị đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings áp đảo đến như vậy ở trong hai đấu đã qua của đội đủ. Bước vào hiệp thi đấu thứ ba thì Đà Nẵng Dragons đang thi đấu với đội hình xuất phát của họ. Cái đẹp Michel, Edward Orton người vừa tung ra cú ném ba cùng với Đức Kiện, Martin Soi và Triệu Hán Minh. Son Parson được truyền dành cho Emmanuel Chí Anh. Richard Thomas đang dẫn đầu chỉ số với 17 điểm. Còn đây là cú ném ba của Chí Anh không thành công. Marcus Roy được truyền đập đất dành cho Đức Kiên của Kiết ra ngoài. Góc corner, Khang Minh không thành công. Như vậy vẫn có 3 điểm dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Và nếu nói đúng thì đó là tình huống ghi 3 điểm đầu tiên ở trong trận đấu của các cầu thủ đội khách với pha ra tài của Triệu Hán Minh. Đi sang Nguyễn, đi sang vào Thomas. Anh đã rất nỗ lực để thực hiện pha lật đổ bất chấp pha phạm lỗi của Kane Michel, nhưng vừa rồi thì Richard Devon Thomas vẫn không thể ghi được điểm. Anh sẽ chỉ có hai quả đá phạt ở trong trận đấu này thôi. Chúng ta cũng thấy được sự căng thẳng ở trên vẻ mặt của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh với những diễn biến ở trên sân của lúc này. Đó là điểm số thứ 18 dành cho Richard Devon Thomas. Quả ném phạt thứ hai không thành công. Edward Orton. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Edward Orton đối diện với Richard Thomas. Marcus Roy. Vẫn là Marcus Roy, tình huống đầu phá nhưng không thành công với sự truy cản của Emdelovic Chí Anh. Cảnh em Michel, bóng đang là các thủ Đà Nẵng Dragons. Cảnh em Michel vừa rồi đã không thể ghi được điểm. Và bây giờ là cơ hội cho đội chủ nhà. Một lần nữa, em đã đồng biết Chí Anh đã không ghi được điểm. Triệu Hán Minh pha lên rổ mang về thêm 2 điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. 5 điểm đầu tiên ở trong đấu thứ 3 này của Đà Nẵng Dragons đều thuộc về Triệu Hán Minh. Đã có tình huống phạm lỗi của Edward Orton. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá nhanh ở trong những diễn biến đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 3. Đây là ném phạt dành cho Deshaun Parson. Quả phạt đầu tiên không ghi được điểm. Như là quả đá phạt thứ hai của Deshaun Parson. Lần này thì anh đã mang lại thêm một điểm cho đội chủ nhà. Và đó cũng là điểm số thứ 10 trong trận đấu của Big Man bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Marcus Soy. Tình huống handle không thực sự tốt của Marcus Soy và người đang bắt cặp theo kèm với anh đó là Huỳnh Thanh Tâm. Hậu vệ chỉ cao 1m70 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Edward Orton. Đây là Triệu Hán Minh. Đó là đường truyền không đến được địa chỉ của Kenan Michel. Và đây là fast break dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Chí Anh mở bóng lại dành cho Deshaun Parson. Nhưng rõ ràng là center bên phía đội chủ nhà đã bị theo kèm quá chặt và không có đủ không gian để xử lý đường truyền vừa rồi. Marcus Roy tung ra cú ném ba không thành công.
Tỷ lệ field goal của Michael Soy ở trong trận đấu này vẫn đang là rất thấp. Ở trận gặp Hồ Chí Minh City Wings thì field goal của Michael Soy cũng chỉ là 25%. Trận đấu đó thì Michael Soy cũng chỉ có cho mình 3 điểm. Vẫn đang là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và bây giờ thì họ được hưởng quyền kiểm soát bóng. Hơn 3 phút đầu tiên của trận đấu thứ ba này đã trôi qua nhưng City Wings chỉ mới được có vỏn vẹn 2 điểm thôi. Khoảng cách lúc này vẫn đang là 18 điểm với điểm số 48-30 dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Đó là tình huống không giữ được bóng của Lê Ngọc Tú. Edward Orton hòa lượng bóng dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Vẫn đang là số 11, đường truyền dành cho Kenneth Mitchell. Spin move của Kenneth Mitchell và có pha layup để ghi 2 điểm nữa dành cho Đà Nẵng Dragons, điểm số thứ 32 của đội khách. Lê Ngọc Tú. Khá ngạc nhiên khi các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã trùng hẳn xuống ở điểm đầu hiệp đấu thứ ba này, và vừa rồi là cú đá bàn thành công của Marcus Soy. Đó là một tình huống ghi 3 điểm rất quan trọng của người đội trưởng bên phía Đà Nẵng Dragons, thì nó giải tỏa đi rất nhiều áp lực cho bản thân của Marcus Soy và cả các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Thì lúc này họ đang bắt đầu có chuỗi lên điểm để rút ngắn khoảng cách trước các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đó đã là điểm thứ 10 của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons kể từ đầu đấu thứ ba, trong khi Hồ Chí Minh City Wings vẫn chỉ có vỏn vẹn 2 điểm mà thôi. Quả là rất khó hiểu khi Hồ Chí Minh City Wings đã có dấu hiệu chơi chậm lại, chơi trùng xuống và để mất thế trận tấn công vào tay các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Có lẽ là Vincent sẽ được đưa quay trở lại sân để điều tiết nhiệt độ trong những pha lên bóng của các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Lúc này thì City Wings đang chơi với Huỳnh Thanh Tâm, Lê Ngọc Tú, Vincent Nguyễn, Richard Thomas cùng với Jason Parsons. Và ngay lập tức, ngay sau khi quay trở lại từ tình huống của timeout, thì Richard Thomas đã giúp cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings bắt đầu lại chuỗi lên điểm với cú ném 3 thành công. Edward Orton đối diện đó là Vincent Nguyễn, đường truyền vào khu vực 3 giây dành cho Kenneth Mitchell, nhưng đã có tình huống phạm lỗi của Jason Parsons bên phía các cầu thủ đội chủ nhà. Đó là lỗi thứ hai của Jason Parsons ở trong trận đấu. Trường Hoàng Minh, Michael Soy, thêm một pha để mà thành công nữa của Michael Soy. Những đường ném 3 liên tiếp thành công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang giúp cho họ thu hẹp khoảng cách điểm số rất nhanh với đội chủ nhà. Từ đầu đấu thứ ba thì đó đã là pha ném 3 thành công thứ ba của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Michael Soy. Tiếp tục là một tình huống ghi điểm thành công nữa của Đà Nẵng Dragons. Lần này đó là pha ném bóng bật bảng thành công của Kenneth Mitchell. Bây giờ thì khoảng cách giữa hai đội đang là 11 điểm, 51-40, khi mà một nửa thời gian của đấu thứ ba này đã trôi qua. Từ khoảng cách 21 điểm khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận thì bây giờ khoảng cách đó đã được thu hẹp xuống còn lại 10 điểm thôi.
Đà Nẵng là đang bùng lên rất mạnh mẽ ở trong hiệp đấu thứ ba này. Cả năm Michel bóng ở bên ngoài sân và sẽ tiếp tục là quyền kiểm soát biên dành cho các cầu thủ đội khách. Là cơ soi thấy một pha ném ba nữa, lần này thì chỉ là một tình huống ném bóng bật bảng, lần bạn này ném bóng vô rổ thôi. Trước đó thì Makassoy đã có cho mình hai tình huống ném ba thành công, và lúc này thì có vẻ như đội trưởng bên phía Đà Nẵng Dragons cũng đang bắt đầu hot hand. Bề đồng sông Hàn sẽ tìm cách có được những tình huống thiết lập các bài chạy và kick ra để cho Triệu Hoán Minh cũng như Makassoy tìm kiếm cơ hội ném ngoài vòng bán nguyệt. Được chuyền ngược trở ra dành cho Vĩnh Sơn Nguyễn. Đối diện với Vincent là Triệu Hoán Minh, tình huống gọi bù trắng thành công. Dixon Parson cú ném ở khu vực trung tâm không thành công của Big Man bên phía City Wings. Đây là Makassoy. City Wings rất nhanh chóng lùi về phần sân nhà để thiết lập thế trận phòng ngự. Kenneth Michel, Edward Orton, vẫn là Orton. Cú ném ở cự ly trung bình của Edward Orton không thành công. Đức Kiên không thể có tình huống offensive rebound, và đây là phản công dành cho các cầu thủ City Wings. Dixon Parson, hai điểm dành cho đội chủ nhà. Cuộc triển khai phản công rất nhanh của các cầu thủ Đà Nẵng Đăng Anh. 3 điểm cho Triệu Hoàng Minh và sẽ còn có thêm một quả đấm phạt nữa. Quá tuyệt vời với màn vùng lên này của các cầu thủ Đà Nẵng Đăng Anh ở trong đấu thứ 3. Năm 53-43 là điểm số trên sân vào lúc này, và khoảng cách giữa hai đội sẽ được thu hẹp xuống còn 9 điểm nữa. Như Triệu Hoàng Minh tiếp tục thực hiện thành công quả đánh phạt của mình, và đó mình đúng mà anh đã mang về thêm một điểm nữa, mình đúng ghi 4 điểm tổng cộng của Triệu Hoàng Minh. Những tình huống xử lý rất giàu kinh nghiệm, và đó là điều cần thiết, những điều tốt nhất mà cầu thủ 35 tuổi người Thành phố Hồ Chí Minh đang mang đến cho Đà Nẵng Dragons. Sean Parson. Lúc này thì Đức Kiên đang theo kèm Big Man bên phía City Wings. Quỳnh Hải, tình huống đột phá của số 7 bên phía City Wings, và đường chuyền đắp đất dành cho Dejasco Mart để lay up ghi 2 điểm cho City Wings. Đó là điểm số thứ 55 ở trong trận đấu dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Edward Orton, đây sẽ là những diễn biến cực kỳ hấp dẫn ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Dragon đang có cơ hội lên điểm và họ không muốn dừng lại những đà tăng tốc của mình. Triệu Hán Minh, tình huống di chuyển và tung vào con em midrange không thành công. Đó là defensive rebound dành cho Dishon Parson. Điều truyền dành cho Richard Thomas. Parson, cú ném midrange của Parson không thành công. Kick ra dành cho Huỳnh Hải. Vẫn là các cầu thủ City Wings đang bình tĩnh triển khai bóng. Lê Ngọc Tú có thể tung đà cú ném 3 điểm. Ngọc Tú và bóng vào đổ, 3 điểm dành cho City Wings. Họ xử lý cực kỳ hiểu ý nhau của anh hai đại bàng. Luân chuyển chơi bóng liên tục ở khu vực vòng bán nguyệt và tìm ra được khoảng trống dành cho Lê Ngọc Tú. Thêm một tình huống tấn công nữa dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, và đó là pha bay người để thả bóng ghi 2 điểm của Jason Parson. Và ngay lập tức thì Đà Nẵng Dragons cùng đã phải gọi time out để ngừng đà tấn công đà hưng phấn này của các cầu thủ đội chủ nhà. Đáng tiếc đối với Đà Nẵng Dragons khi họ đã có được một chủ là điểm rất tốt để từ khoảng cách xuống còn 9 điểm với Hồ Chí Minh City Wings, nhưng sau đó liên tiếp là những sai lầm, liên tiếp là những tình huống để mắc turnover. Và bây giờ thì khoảng cách hai đội đã lại là 16 điểm rồi. 60-44 đang nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Thật đáng tiếc đối với đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh khi các cầu thủ của ông đã không giữ được đà lên điểm đầy hưng phấn của mình. Trước đó thì họ đã chơi cực kỳ chuẩn xác ở trong những tình huống thiết lập các vai tấn công để cho những xạ thủ tung ra được những cú đánh ba chuẩn xác. Nhưng đội Hồ Chí Minh City Wings bỗng nhiên lấy lại được nhịp độ.
Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với những diễn biến ở trong hiệp thi đấu thứ ba, với tình huống kiểm soát bóng ở đường biên cuối sân dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Triệu Hán Minh. Trận đấu này vẫn còn hơn 2 phút nữa mới kết thúc. Và ghi điểm reverse layup của Edward Houghton mang về thêm 2 điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Richard Thomas. Vẫn là những tình huống theo kèm khó chịu của Triệu Hán Minh. Lê Ngọc Tú của ném ở cự ly trung bình, thành công của Cú Lê. City Wings đang cho thấy khả năng nhỉnh hơn với những tình huống bench ball. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đang liên tục có điểm cho anh hai đại bàng. Tình huống đòi lại 2 điểm thành công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Vincent. Một này khoảng cách giai đoạn đang là 14 điểm. Vincent Nguyễn. Cú ném mà không thành công. Bây giờ là cơ hội để cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons tiếp tục về khoảng cách về điểm số với đội chủ nhà. Michael Soi, Đức Kiên. Pha chuyền bóng không cho ai cả của Nguyễn Đức Kiên, trong khi Kenny Mitchell đã di chuyển vào phía trong để phối hợp với anh. Đức Kiên đã bị áp lực với những tình huống vây ráp double team của các cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh Sea Wings. Khi anh di chuyển vào khu vực 3 giây và một đợt tấn công đã bị các cầu thủ Đà Nẵng Dragons bỏ lỡ rất đáng tiếc. Lúc này thì hiệp đấu thứ ba đã bước vào phút cuối cùng. Điểm số đang là 62-48 nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Vincent Nguyễn. Còn đây là các cầu thủ chủ nhà thực hiện pha ném mà không thành công. Đây là Michael Joy. Đường chuyền sau đó đã bị Deson Bassin cắt được và đây là cơ hội để cho Bassin có cho mình 2 điểm. Tình huống ném đội vừa bạn thành công. Bài tấn công vừa rồi của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons rất lộ và Deson Bassin đã trừng phạt nó một cách gọn gàng và dứt khoát. Đây là Edward Orton. Và tấn công này của Đà Nẵng Dragons còn 10 giây. Edward Orton thực hiện pha ném bóng không ghi được điểm. 10 giây cuối cùng của đấu này. Các cầu thủ đội chủ nhà sẽ muốn tận dụng tốt những giây còn lại. Son Parson còn 2 giây nữa, 1 giây nữa. Và đó là tình huống ghi điểm số kết thành công của Son Parson để ổn định điểm số 64-48 khi hiệp 3 kết thúc. Chính xác là 66-48 khi kết thúc trận đấu thứ 3 để giúp cho các cầu thủ chủ nhà bên City Wings duy trì khoảng cách là 18 điểm so với Đà Nẵng Dragons trước khi bước vào 10 phút cuối cùng của trận đấu.
Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương để cùng theo dõi những diễn biến trong hiệp thi đấu thứ tư trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons ở game đấu thứ 11 tuần thi đấu thứ 3 của mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2022. Kết thúc 3 hiệp đấu đầu tiên thì đội chủ nhà City Wings đang tạo ra một khoảng cách lớn với điểm số 66-48 trước các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Những tình huống quay trở lại mạnh mẽ ở cuối hiệp 3 của Deshaun Parsons và Richard Thomas đã giúp cho City Wings tiếp tục tạo ra những khoảng cách áp đảo đối với bầy đồng sông Hàn. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Orton, tình huống đánh vào khu vực low post của Edward Orton để truyền bóng cho Đức Kiên. Nhưng tình huống xử lý của cầu thủ thuộc biên giới phòng không không quân là quá chậm. Vẫn tấn công, cũng kiến ra ngoài dành cho Vincent và đá tay ở vài vòng bán quyền. Không có tình huống ghi 3 điểm thành công cho người đội trưởng. Đây là Edward Orton. Tình huống đột phá vào khu vực low post một lần nữa của Edward Orton để đưa bóng cho Đức Kiên, nhưng một lần nữa họ lại mất turnover. Cùng chờ xem các cầu thủ City Wings có thể tận dụng thành công cơ hội này hay không. Son Parson đang bình tĩnh chờ những người đồng đội của mình. Đưa bóng dành cho phản bàn không thành công của Richard Van Thomas. Đây là Đức Kiên. Cơ hội dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao mà ở trong những tình huống triển khai tấn công bóng lên vừa rồi, Hồ Chí Minh City Wings đã chủ động làm giảm nhiệt độ của các tình huống đưa bóng lên của họ. Họ đang tạo ra được một khoảng cách đủ lớn ở lúc này, khi mà thời gian còn lại của trận đấu cũng chỉ là không đầy 10 phút nữa thôi. Lúc này thì bên phía Đà Nẵng Dragons, một cái tên mới cũng đã được huấn luyện viên Phan Thành Cảnh đưa vào sân, đó là số 29 Dương Đức Trí, cầu thủ năm nay 20 tuổi và cũng là một xạ thủ bên phía bầy rồng sông Hàn. Và ở trên sân đang có những vị khách không mời xuất hiện khi mà một chùm bóng bay đang rơi từ từ xuống gần ở hàng ghế kỹ thuật của Hồ Chí Minh City Wings. Bóng bay như vậy có lẽ mang đến một chút tâm lý thoải mái đối với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings hay là những khán giả có mặt ở trên sân, chứ không thể làm giảm đi sự căng thẳng của Đà Nẵng Dragons. Đây là Michael Soy đường truyền dành cho Dương Đức Trí. Ta thấy được khả năng phòng ngự rất hay của Richard Thomas khi anh nhanh chóng bắt được nhịp tấn công và nhịp đi bóng của đối phương để thực hiện pha cản phá. Kenny Michel, Kỳ Quang, Dương Đức Trí tung đà cú ném không thành công. Vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Kenneth Michel quyết định tung đà cú ném midrange. Và cái bàn rất đẹp bắt của cầu thủ bên phía bên City Wings. Huỳnh Thanh Tâm đã mang về thêm 3 điểm nữa cho cầu thủ chủ nhà. Để bây giờ Hồ Chí Minh City Wings lại tái lập khoảng cách là 21 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Đây là cái ném Michel. Thủ xoay trở nhưng không có pha ném rổ. Ghi 2 điểm thành công của Big Man bên phía Đà Nẵng Dragons. Sean Parson trả bóng ra cho những người đồng đội. Đây là Huỳnh Thanh Tâm. Tình huống đột phá và thực hiện một đường chuyền xuất sai dành cho Richard Thomas nhưng không thành công. Rất căng thẳng. Đó là những gì mà thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã phải trải qua trong suốt 4 trận đấu vừa qua. Và đó là tình huống ghi điểm mà Gop Warner thành công. Đang liên tiếp là những tình huống thiết lập thế trận và ghi 3 điểm của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và đó đã là pha ném 3 điểm thành công thứ 10 ở trong trận đấu của anh Hai Đại Bàng. Yeah.
tất cả những nỗ lực của các cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons ở trong hiệp thi đấu thứ ba cho đến lúc này đã không thể giúp cho họ tiếp tục duy trì được chuỗi lên điểm ấn tượng như ở đầu đấu thứ ba nữa. Không những vậy, khoảng cách giữa hai bên lại còn bị kéo giãn ra xa hơn. 22 điểm là khoảng cách giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons vào lúc này. Đó là một khoảng cách đủ an toàn để cho huấn luyện viên Eric Olsen có thể tính đến chuyện thay hàng loạt những cầu thủ ở trên băng ghế dự bị nhằm giúp cho Hồ Chí Minh City Wings có thể bảo toàn lực lượng và giữ được nhịp độ dành cho các cầu thủ đội chủ sân Hồ Xuân Hương. Quả ném phạt đầu tiên không thành công, vẫn còn một quả ném nữa dành cho Edward Austin bên phía Đà Nẵng Dragons. Đây là Richard Thomas. Được truyền vào trong dành cho Parson. Parson đối diện với Đức Kiên và không có một tình huống thả bóng vào rổ thành công. Edward Austin. Nỗ lực đột phá của Edward Austin mang về 2 điểm dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Điểm số thứ 53 dành cho các cầu thủ đội khách. Đây là Vincent đưa truyền dành cho Deson Parson. Cú kick vào góc corner dành cho Huỳnh Đánh Tâm vẫn đang là những tình huống luân chuyển bóng và cú ra tay ở ngoài vòng bán nguyệt của Lê Ngọc Tú vẫn có bóng dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Richard Thomas 2 điểm dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Đúng xoay trở rất khéo ở khu vực 3 giây của Richard Thomas. Và đó cũng là điểm số thứ 25 ở trong trận đấu tính đến thời điểm hiện tại dành cho hậu vệ máu số 0 bên phía City Wings. Lúc này cầu thủ đã có cho mình chỉ số double double ở trong trận đấu, đó là Big Man Deson Parson Taylor bên phía các cầu thủ City Wings với 18 điểm và 13 rebound. Edward Austin bên phía Đà Nẵng Dragons cũng có một chỉ số double double tương tự với 16 điểm và 10 tình huống rebound. Đức Kiên second chance không thành công. Đức Kiên ngày hôm nay không có được một cảm giác tốt trong những tình huống xoay trở ở khu vực hình thang. Chúng ta phải nói thật sự ngạc nhiên với hiệu suất ném bóng cực kỳ ấn tượng của các cầu thủ Đà Nẵng ra gần ở nửa đầu đấu thứ 3. Nhưng sau đó cho đến tận thời điểm này, khi mà gần một nửa thời gian đầu tiên của đấu thứ 4 đã trôi qua, thì hiệu suất ném bóng của các cầu thủ Đà Nẵng ra gần lại trở về giống như ở thời điểm đầu của trận đấu. Thì ngay cả trong những luống rất thuận lợi mà họ cũng không thể đưa được một quả bóng rơi vào trong rổ. Vẫn chưa có điểm số nào trong trận đấu này dành cho Phạm Đức Kiên bên phía các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Richard Thomas tình huống handle và tăng thẳng vào khu vực 3 giây của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons như trốn không người để ghi 2 điểm. Austin tình huống để mất turnover của các cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Đây là lần Sean Parson, nhưng ngay lập tức Đức Kiên đã lùi về để có một tình huống phòng ngự phản công. Đường truyền vượt tuyến của ông Triệu Hán Minh dành cho Edward Austin để cho anh có được 2 điểm. Richard Thomas. Deson Parson đã nằm ở trên sân. Có vẻ đó là một tình huống bị căng cơ của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Deson Parson đã hoạt động rất tích cực và liên tục từ đầu trận đấu đến giờ. Cho đến lúc này thì Deson Parson, Richard Thomas là những cầu thủ đã chơi toàn bộ thời gian ở trên sân bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Người có thời gian thi đấu nhiều thứ ba ở trên sân bên phía đội chủ nhà đó là Vincent Nguyễn. Trong khi đó thì người đã chơi xuyên suốt trận đấu tính đến lúc này bên phía Đà Nẵng Dragons đó là Edward Austin. Ở
Ở lượt trận tiếp theo thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ có thêm một chuyến làm khách nữa tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là trận đấu trên sân CIS của nhà đương kim vô địch Sài Gòn Heat. Trận đấu diễn ra vào tối thứ sáu này cũng với khoảng thời gian 19:30 và sẽ được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao. Trong khi đó thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings vào ngày thứ bảy họ sẽ có chuyến làm khách đến sân của Nha Trang Dolphins. Đội bóng vẫn đang bất bại và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng VBA tính đến thời điểm hiện tại. Vào ngày Chủ nhật thì trên kênh HTV Thể thao đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish vào lúc 17 giờ. Đây là Richard Thomas với cú ném mid quang không thành công. Michael Soy, fast break dành cho các cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Đã có tiếng còi của trọng tài, đó là một tình huống phạm lỗi bên phía các cầu thủ City Wings. Đó là tình huống phạm lỗi của Vincent Nguyễn đối với người đồng đội của Michael Soy. Edward Orton đã không thể vượt qua sự truy cản của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Đó là tình huống truy cản của cầu thủ mang áo số 33 Cao Đắc Luân, người vừa được huấn luyện viên Eric Orson tung vào sân. Hai cái tên mới đang chơi trên sân đó là số 14 Lê Ngọc Tú và Nguyễn Đắc Luân và Cao Đắc Luân. Lúc này bên phía Đà Nẵng Dragons thì Nguyễn Kỳ Quang cũng đã được đưa trở lại sân. Vừa rồi là tình huống ghi hai điểm thành công của Edward Orton và sẽ là end quan dành cho hậu vệ bên phía Đà Nẵng Dragons. Đội khách đang chơi với không có big man Kenneth Michel ở trong đội hình. Ở trên sân đang là Triệu Hán Minh, Nguyễn Kỳ Quang, Phạm Đức Kiên, Marcus Hoy cùng với Edward Orton. Không có tình huống chuyển hóa anh quan thành công của hậu vệ dẫn bóng bên phía Đà Nẵng Dragons. Đây là các cầu thủ đội chủ nhà. Vincent đang kéo hàng phòng thủ liên phòng của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons và kick bóng ra ngoài cho những người đồng đội. Đây là tình huống đường chuyền bóng 50-50 với đội cầm bóng, phát bóng của các cầu thủ City Wings. Lúc này thì Hồ Chí Minh City Wings cũng đã phạm lỗi đồng đội thứ 5 ở trong hiệp thi đấu cuối. Nhưng với khoảng cách hiện tại thì có lẽ đó không phải là một áp lực lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Eric Orson. Tình huống ném airborne của Richard Thomas, cơ hội dành cho các thủ Đà Nẵng Dragon. Cú đá tay rất nhanh của Michael Soy nhưng một lần nữa thì bóng lại thiếu chính xác. Mustback dành cho các thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đó là turnover dành cho Đà Nẵng Dragon. Một lần nữa là Michael Soy với tình huống đột phá nhưng tốc độ không đi đôi với sự chính xác. Thêm một cơ hội nữa mà City Wings mà các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã bỏ qua. Richard Thomas, hai quả ném phạt dành cho Richard Thomas bên phía các cầu thủ City Wings. Mười chín điểm khoảng cách giai bên trong điều kiện trận đấu còn lại 3 phút và 23 giây. Không biết đối với các khán giả đang có mặt ở trên sân cũng như những khán giả đang xem qua truyền hình, đặc biệt là đối với những người hâm mộ Đà Nẵng Dragons sẽ còn có khoảng bao nhiêu phần trăm họ có thể giữ vững được niềm tin vào cuộc lội ngược dòng của Đà Nẵng Dragons ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ở mùa giải năm nay thì Bài Đồng Sông Hàn đã đặt mục tiêu rất lớn, đó là việc quay trở lại với vòng play-off lần đầu tiên kể từ năm 2016.
Nhưng lúc này họ đang có một khởi đầu thực sự rất khó khăn, thực sự đáng quên. Họ đang đối diện với trận thua thứ tư liên tiếp. Lúc này thì Phan Đăng Cảnh, huấn luyện viên bên phía Đà Nẵng Dragons cũng đã trao thêm những cơ hội cho các cầu thủ đội bình. Số 12 Triệu Hùng Minh, hậu vệ ghi điểm, đã được tung vào sân. Người đang bị đau có vẻ đó là số 5 Mai Phước Thịnh. Mai Phước Thịnh đã có một pha va chạm rất mạnh đối với Richard Van Thomas ở trong đội bóng. Cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings lùi về bên phần sân nhà để tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự. Những nhân viên y tế đã phải có mặt trên sân để kiểm tra tình hình sức khỏe của Mai Phước Thịnh. Cầu thủ 21 tuổi vẫn đang tỏ ra rất đau đớn sau tình huống va chạm vừa rồi với Richard Thomas bên phía đội chủ nhà. Mai Phước Thịnh là những cầu thủ ưa thích mà huấn luyện viên Phan Đăng Cảnh thường sử dụng từ băng ghế dự bị. Có vẻ như số 5 cũng sẽ phải sớm kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Khó khăn chồng chất khó khăn dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Mọi thứ đúng là đang rất khó với đội bóng huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Có lẽ là người hâm mộ Bầy Rồng cũng sẽ vẫn giữ sự tự tin khi mùa giải vẫn còn ở phía trước. Và họ chờ đợi những điều mới mẻ sẽ đến với Đà Nẵng Dragons ở trong những lượt trận tiếp theo. Còn ở thời điểm hiện tại, khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ tư chỉ còn hơn 3 phút nữa với một khoảng cách lớn, thì có lẽ Hồ Chí Minh City Wings đang thẳng tiến đến chiến thắng thứ 3 của mình sau 4 lượt trận ở mùa giải năm nay. Huỳnh Hải, Cao Đắc Luân cùng với em là Denovic Chí Anh là những cái tên được huấn luyện viên Eric Olsen trao cơ hội trong khoảng thời gian sắp tới, bên cạnh Vincent và Richard Thomas. Của Hồ Chí Minh City Wings đã bị phạt lỗi phản tinh thần thể thao. Mà hai quả đấm phạt dành cho Đà Nẵng Dragons. Người đang thực hiện những quả đấm phạt đó là số 33 Võ Thái Cường. Quyền kiểm soát bóng biên dành cho các thủ đội khách. Khoảng cách hai bên vẫn đang là tròn 20 điểm khi mà trận đấu vẫn còn đến 3 phút và 19 giây nữa mới kết thúc. Đội Hòa Tinh rồi dành cho Vincent Nguyễn rất nhẹ nhàng để mang về được 2 điểm nữa cho đội chủ nhà, và đó đã là điểm thứ 80 của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là tình huống có được turnover của các cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons, nhưng một lần nữa thì tỷ lệ field goal của họ lại giảm xuống sau cú ra tay vừa rồi của Triệu Hùng Minh. Vincent tung ra cú ném 3 điểm. Tình huống đi first series bào thành công của Michael Soy và đường truyền vượt tuyến lên phía trên. Nhưng đáng tiếc là Võ Thái Cường đã không thể kiểm soát bóng thành công. Cú ném airborne của Michael Soy. City Wings cũng đã gọi hội ý sau tình huống vừa rồi. Nếu như chọn ra một cái tên xứng đáng để nhận danh hiệu MVP cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, thì theo anh Quang Huy, cầu thủ nào có được vinh dự sẽ là MVP của cuộc đối đầu ngày hôm nay? Theo tôi nghĩ có lẽ sẽ khó có thể thoát khỏi tay của cầu thủ áo số 0 bên phía Hồ Chí Minh City Wings,
Richard Devon Thomas khi mà anh đang làm tất cả mọi việc ở trên sân cho đội chủ nhà, từ kiến tạo cơ hội cho các đồng đội, tự mình ghi điểm và tự mình tham gia vào cái tình huống phòng ngự. Tới lúc này thì Richard Devon Thomas đã có tổng cộng đến 29 điểm cho mình, cộng với 5 pha cướp bóng và 6 tình huống rebound. Richard Devon Thomas cũng đang là cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất ở trên sân. Người đang có số điểm nhiều thứ nhì đang là Edward Horton, cầu thủ mang số 11 của Đà Nẵng lên có được 20 điểm. Và lúc này thì cả hai huấn luyện viên cũng đã có những sự điều chỉnh khi Hồ Chí Minh City Wings đã quyết định rút ra những cầu thủ ngoại binh của mình, Richard Thomas và Sean Parson. Trong khi đó thì Kenneth Michel đã quay trở lại bên phía đội hình của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Cú kick ra ngoài, cơ hội. Đó là ném bóng airball. Và ném bóng là của Nguyễn Thành Phát. Để truyền vượt tuyến lên phía trên dành cho số 0 Trần Xuân Hoài Bảo bên phía Đà Nẵng Dragons. Người đang cầm bóng lên cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đó là số 20 Tân Minh Tăng Hải Đăng, cầu thủ năm nay 22 tuổi. Đó là đường chuyền và cú ném của Trường Hùng Minh không thành công. Trận đấu đang là một cuộc đấu giữa các cầu thủ nội giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Cơ hội để cho những cái tân ít được ra sân có cơ hội để trải nghiệm bầu không khí tại VBA, mang về cho mình thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nữa để có thể có được những đóng góp tốt hơn cho đội bóng ở trong những trận đấu sắp tới. Đây là khoảng cách 20 điểm và có vẻ như cả huấn luyện viên Eric Olsen và Phan Thanh Cảnh đều chấp nhận là kết quả của nó sẽ không thay đổi. Và chúng ta đang được theo dõi một màn cạnh tranh giữa các cầu thủ nội binh. Đây là Trường Hùng Minh, đã có tiếng còi của trọng tài. Lúc này là Đà Nẵng Dragons đang chơi với Phạm Đức Kiên, Trường Hùng Minh, số 0 Trần Xuân Hải Bảo, số 14 Đào Xuân Lập và cái tên còn lại đó là số 33 Võ Thái Cường. Trong khi đó bên phía Hồ Chí Minh City Wings chúng ta có số 33 Cao Đắc Luân, số 91 Nguyễn Thành Phát, cầu thủ áo số 98 đó là Trần Văn Trung cùng với Tân Hải Đăng, và số 23 đó là Vũ Đoàn Minh Phương, đều là những cầu thủ dự bị của cả hai đội ít có cơ hội ra sân. Vài chục giây cuối cùng của trận đấu, City Wings vẫn đang dẫn trước với khoảng cách là 19 điểm. Đây là Trần Văn Trung, cú ném 3 điểm không thành công. Vẫn đang là các đội Hồ Chí Minh City Wings. Đội tấn công này của đội chủ nhà còn lại 10 giây. Các cầu thủ đội bình vẫn đang cố gắng thể hiện mình trước các huấn luyện viên để tìm kiếm thêm những cơ hội. City Wings vẫn đang là những người kiểm soát bóng. 10 giây cuối cùng của đợt tấn công này và thời gian trận đấu cũng chỉ còn là 10 giây thôi. City Wings vẫn đang là những người kiểm soát bóng, quyết định tung ra cú ném ở những giây cuối cùng. Đà Nẵng Dragon cầm bóng nhưng sẽ không có một tình huống buzzer beater hay một cái kết khác nào dành cho Bầy Rồng Sông Hàn. Đó là chiến thắng dành cho đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings ở trong game đấu 11 tiếp Đà Nẵng Dragons của VBA 2022. 3 chiến thắng sau 4 lượt trận đưa Hồ Chí Minh City Wings quay trở lại với nhóm dẫn đầu với ngôi nhì bảng và tỷ lệ thắng 75%. Và có vẻ như danh hiệu MVP cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đúng như anh Quang Huy dự đoán cũng sẽ khó lòng thoát khỏi tay của Richard Thomas, cầu thủ đã chơi cực hay với 29 điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và có vẻ như cái giớp các đội chủ nhà toàn thua cũng đã trôi qua khi đây đã là trận thứ hai liên tiếp một đội chủ nhà giành được chiến thắng, khi mà vào cuối tuần vừa rồi thì Hà Nội Buffalo đã giành được chiến thắng trước Cần Thơ Catfish ở trên sân nhà, và ngày hôm nay Hồ Chí Minh City Wings được chơi trên sân nhà và họ cũng đã giành được chiến thắng trước Đà Nẵng Dragons.
anh để hai... vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Anh hai đại bạn cũng cho thấy rằng cú vấp ngã trước nhà Chandler Vings cũng chỉ là một bước lùi nhỏ trong mục tiêu lớn nhất của đội bóng mùa này, đó là một lần nữa quay trở lại với đội trận chung kết. Và Vincent Nguyễn cũng như các đồng đội vẫn đang quyết tâm với điều đó. Quý vị khán giả thân mến, ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ đến với màn phỏng vấn của biên tập viên Mai Anh đối với cầu thủ nhận danh hiệu MVP, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu hấp dẫn của VA 2022 trên các kênh sóng của HTV. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragon đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings, điểm số là 80-61. Và ngày hôm nay thì có thể nói là Hồ Chí Minh City Wings đã thi đấu rất xuất sắc với sự cổ vũ hết sức nồng nhiệt của khán giả trên sân nhà. Và bên cạnh mình đây đó chính là cầu thủ Thomas của Hồ Chí Minh City Wings, là MVP cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong ngày hôm nay. First of all, congratulations for your MVP. So this is your first time, right? So how do you feel about your first time as an MVP in VBA 2022? It feels good to win, man. Everybody on the team contributed. Everybody fought hard. You know, we listed the game plan. Coach Eric, he gave us a good game plan for the win. And everybody just, you know, locked in, contributed, and it was a good win. That's it. Next, you know, next game. It's just one game. So which quarter in this match you think that the most impressive? I think it was impressive how our bench stepped up. You know, those guys, they came in and just gave just as much energy as if they were starters, man. And that's what we need night in and night out. And it was beautiful to watch, you know what I mean? It was beautiful to be a part of. Eddie Waters is impressive, right? Yeah. Yeah, yeah. Everybody was impressive. Everybody, yeah. Yeah, and you guys worked so hard for like each quarter. Yeah. I can say that, yeah. You know, you're going to work hard in Vietnam. It's hot here, you know. And the gym is hot, so you work hard for any win that you get. Whether it's you win by 20 or you win by 2, it don't matter. You're going to work hard for a win here. Yeah, and about the spectators, I see that today the home court spectators was really great. Yeah, and was it helpful for you and your team? Yeah, it was definitely helpful. I mean, I don't know if the fans understand how much they help, you know, especially during these home games, you know what I mean? Because it's tough. It's like, you know, if the fans weren't here, it's going to be like we playing on the road. So when they come and they cheer and they support and they show love and, you know, they yelling at the refs or the other team, man, that helps us. That gives us so much energy and we appreciate it. We appreciate every single fan that came out and supported us and showed love today. Yeah, well, great. So once again, congratulations. And I hope that next time I will interview you here as a MVP in the next match. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Và thưa quý vị thì chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện cùng với MVP của trận đấu ngày hôm nay là Thomas của Hồ Chí Minh City Wings. Thì anh cũng đã có những chia sẻ hết sức là cởi mở khi mà anh đã hỏi là anh cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên
là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất tại MVP 2022 thì anh cũng đã chia sẻ là đây là một điều rất là tuyệt vời, và tất cả cũng nhờ vào tinh thần đồng đội của anh ngày hôm nay thi đấu cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó, khi mà Man cũng hỏi thêm về khán giả, vì nếu mà quý vị có thể theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì khán giả tại sân nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thì đã cổ vũ hết sức nhiệt tình, thì anh cũng nói là điều đó cũng đã giúp ích cho đội rất là nhiều. Khi mà đội phòng ngự thì cả khán đài hô lên là Revenge, và điều đó cũng đã tạo nên một cái tinh thần, một cái động lực để cho Thomas cũng như là đội của mình giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragon. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những trận thi đấu tiếp theo của VBA năm 2022 được sản xuất bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và ứng dụng HTVC. Còn bây giờ thì Mai Anh xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.